Độ ta không độ nàng, là một từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trên mạng xã hội thời gian vừa qua và nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ trên mạng xã hội, với cái tên khá lạ, thế nhưng độ ta không độ nàng lại trở thành xu hướng mới thay thế cho cục xì gầu ông bê bắp, chỉ sau vài ngày xuất hiện tại Việt Nam, độ ta không độ nàng, đã nhanh chóng lọt vào top 2 trending của Youtube và top 10 bảng xếp hạng âm nhạc dinh chat, độ ta không độ nàng, có tên gốc là, độ tôi, không độ cô ấy, tên tiếng Trung, du vô bu ta là một bài hát nhạc hoa, phiên bản gốc cùng tên do tô đàm đàm và giai bằng trình bày lời việt yêu linh những ca từ trong bài hát là câu chuyện tình buồn giữa một vị tiểu hòa thượng và cô gái phàm trần là quận chúa rất xinh đẹp tuổi thơ của hai người lớn lên cùng nhau chính vì thế cô gái có tình cảm đặc biệt với vị tiểu hòa thượng này thế nhưng vị tiểu hòa thượng là người đã quy y cửa phật nên không thể động lòng được trước quận chúa